Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Gioan chương 15 câu 9. Cáo phó. Tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, Cộng thể Don Rua Đà Lạt. Linh mục Thomas Vũ Kim Long cùng tăng quyến đồng kính báo. Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Mỹ đã an nghỉ trong Đức Kitô phục sinh lúc 4 giờ Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Đà Lạt, hưởng thọ 81 tuổi. Chương trình tang lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023, 15 giờ, nghi thức tần liệm và nhập quan tại Đà Lạt, 36 Bùi Thị Xuân, phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng. 20 giờ, thánh lễ tại Cộng thể Don Rua, Đà Lạt. Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023, 15 giờ, anh em Salesian Don Bosco kính viếng thánh lễ. 23 giờ 55 phút, di quan về thánh đường giáo xứ Xuân Hiệp, 54 đường số 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ Ba, ngày 21 tháng 3 năm 2023, 16 giờ, anh em Salesian Don Bosco kính viếng thánh lễ. Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, 8 giờ, thánh lễ an táng tại thánh đường giáo xứ Xuân Hiệp, 54 đường số 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi thức tiễn biệt và an táng tại nghĩa trang giáo xứ Tân Thịnh, hạt Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, Cộng thể Don Rua Đà Lạt, Linh mục Thomas Vũ Kim Long cùng tăng quyến đồng kính báo. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.